Những cơn mưa đầu mùa của thành phố Hồ Chí Minh đã đến. Tuy nhiên, nhiệt độ và thời tiết bây giờ ở Sài Gòn vẫn đang rất là nắng, nóng và oi bức. Xu hướng tìm kiếm những cái thức uống nào có nguồn gốc từ tự nhiên này, nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố ngon, bổ, rẻ là một trong những cái xu hướng hiện tại mà tất cả mọi người đang tìm kiếm. Thì chào mừng mọi người đã đến với kênh Cô Năm Nhà Bè Vlog. Hôm nay, Nhi xin chia sẻ với mọi người cách làm món xương sâm hạt é tại nhà như thế nào mọi người nha. Đây là cái vườn xương sâm mà thật sự là có rất là nhiều kỷ niệm đối với Nhi. Bởi vì đây là cái vườn xương sâm mà ba Nhi đã trồng và mẹ Nhi thì bây giờ đang tiếp tục chăm sóc nó. Thì khi mà lựa chọn lá xương sâm á, thì mọi người cũng thấy là nó sẽ có rất là nhiều cái tông màu xanh khác nhau. Thì cái tông màu xanh mà càng đậm thì chứng tỏ lá xương sâm nó càng già. Và khi nó càng già thì mình làm xương sâm thì nó sẽ thơm hơn nè, dai hơn và ngon hơn. Cho nên khi lựa chọn lá xương sâm thì mọi người chú ý vào cái màu sắc giúp Nhi nha. Sau một hồi 15 phút hái lá xương sâm thì bây giờ mọi người cũng thấy là Nhi đã thu hoạch được một cái thau nho nhỏ lá xương sâm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm lá xương sâm. Ok, let's go. Hay, xương sâm sau khi mà mình hái từ vườn vào xong rồi mọi người phải làm sạch nó, nhưng mà trước khi làm sạch thì Nhi sẽ ngâm trong nước khoảng 10 đến 15 phút để tất cả các bụi nó sẽ được sạch khỏi cái lá này. Bây giờ Nhi sẽ chuẩn bị hướng dẫn mọi người hai cách làm xương sâm. Thì cái nguyên liệu là bao gồm xương sâm lúc sáng mình hái, thu hoạch và đã rửa sạch. Và để làm món xương sâm hột é thì không thể nào thiếu hột é. Đây là cái hột é. Và đây là nước ấm mình đã vào chai để chuẩn bị ngâm hạt é. Đây là các cái ly để sau khi mà mình vò lá xương sâm mình lấy nước mình sẽ đổ vào đây. Đây là nước lọc. Và bởi vì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm xương sâm theo hai cách. Một cách là cách truyền thống là giò tay. Dạ. Thì mình sẽ cần có cái dụng cụ để đựng. Mà đây mình sẽ có thau nè. Và mình có cái đồ để vợt cái lá xương sâm để chỉ lấy nước thôi. Và cách thứ hai á, là mình có thể dùng cái máy xay sinh tố để mà làm cái món xương sâm này. Thì bây giờ mình bắt đầu nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm món xương sâm hột é mọi người nha. Trước khi mình xay xương sâm thì mình sẽ ngâm cái hột é này cho nó nở. Thì để mà hột é nó nở nhanh á, là thường mình sẽ ngâm trong nước ấm. Thì đối với một cái bình gần nửa lít như vậy á, thì mình sẽ dùng khoảng 3 muỗng hột é. Vậy là mọi người thích nó đặc hay là nó lỏng. Do cái miệng chai nó cũng khá là nhỏ đó, cho nên mọi người phải đổ vào cẩn thận không thôi sẽ bị đổ ra ngoài. Khoảng 3 muỗng này, 3 muỗng cà phê là được. Rồi xong mình sẽ lắc lên. Lắc lên cho nó đều. Cái này là nước ấm cho nên hạt é nó sẽ nở ra rất là nhanh. Ok. Rồi, mình xong cái phần hạt é. Bây giờ mình sẽ qua cái cách đầu tiên mà mình có thể xay xương sâm, đó là mình sẽ dùng
mấy thịt sinh tố này. Đấy nha, mình sẽ chia ra làm đôi. Xay xương xăm á, thường mọi người xay từ từ thôi. Mọi người xay một lần nhiều quá là nó sẽ bị đặc. Làm xương xăm mà nghe tiếng chim hót nữa, lãng mạn quá. Xay thử nha. Bây giờ là Nhi sẽ chia sẻ với mọi người cái cách thứ hai, là cách truyền thống là mình sẽ vò lá xương xăm bằng tay. Thì khi mà vò lá xương xăm bằng tay thì mình sẽ đổ nước vào sẵn trong cái khay đựng như thế này. Sau đó mình sẽ, sau khi mình vò khoảng 15 phút thì nó, cái hỗn hợp nó sẽ ra như thế này đó. Bây giờ mình cũng làm một cái bước tương tự giống như lúc nãy, là mình sẽ lược lại thôi. Đây là cái nước xương xăm mà mình vò bằng tay. Mọi người cũng thấy là cái màu của nó sẽ đậm hơn, đậm hơn so với mình xay bằng máy. Và nó cũng sẽ ít bọt hơn. Nếu như mà ai không có thích có nhiều bọt ở trên mặt á, thì một là xay bằng máy nhẹ lại, hoặc là vò bằng tay thì nó sẽ ít bọt.
như bây giờ là hai cái ly xương sâm, một cái là xây bằng máy nè, còn một cái là vờ bằng tay, thì mọi người có thể hoàn toàn thấy là sự khác biệt cái màu sắc. Bên này thì màu nó sẽ lợt hơn và nó sẽ có bọt hơn, và bên này thì nó sẽ ít bọt hơn, không có bọt và màu đậm hơn. Thì tùy thuộc cái sở thích của mọi người mà mình sẽ chọn một cái cách làm nó phù hợp hơn. Và bây giờ thì xương sâm lúc nãy là bằng máy nó đã đặt rồi nè, nó đặt rồi nè mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cái gì đây, mình sẽ tiến hành enjoy mình uống nó. Rồi bây giờ là thời gian mình enjoy thôi. Thường thì như không có ăn ngọt lắm, cho nên là mình sẽ bỏ vào trong cái ly này khoảng một muỗng rưỡi đến 2 muỗng đường. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì bỏ nhiều hơn. Rồi cái chai hạt é này nó đã nở rồi, cho nên Nhi cũng cho nó vào đây luôn. Các bạn thấy là sừng sầm nó rất là cứng. Mình sẽ trộn lên để cho đường nó cũng tan. Ôi, mọi người enjoy nha. Đây là ly xương sâm hạt é làm tại nhà, rất là ngon. Ngon thiệt. Mọi người enjoy. Đây, sau một cái thời gian làm và chia sẻ cùng mọi người thì Nhi đã hoàn thành món xương sâm hạt é ngon, bổ dưỡng mà rất là mát. Nếu như mọi người thích những cái món ăn dân dã mà Nhi chia sẻ cũng như những cái hành trình thú vị của Nhi cho những cái tập kế tiếp, thì mọi người hãy nhấn nút subscribe vào kênh Cô Năm Nhà Bè Vlog để cùng khám phá Nhi nhé. Cảm ơn mọi người và bye bye và hẹn gặp lại.